Năm nào cũng nhận về mà. Trời, à, cho em hỏi một chút được không? Đây này, anh có định dẫn bạn gái về nhà không ạ? Có chứ. Chắc bạn về được không? Tiếng ở nơi đâu cứ bay lung tung, bay lung tung bay lên không trung. Tiếng ở nơi đây chính em đã tha, em đã tha cho bọn em. Em có bạn gái rồi anh ạ. Dẫn người yêu về nhà không? Sao mà có mà sao buồn thế? Sẽ bảo anh nhắc về. Game over. Hỏi là Tết này em có dẫn người yêu về nhà không? Có chứ, năm nào cũng dẫn về mà. Thường thì dẫn người yêu về nhà làm gì? Về chơi thôi. Khi em dẫn người yêu em về thì người em ngủ với ai? Thì đương nhiên là ngủ với em. Oh yeah! Em gái của em rồi. Okay. Cảm ơn em. Em chào anh ạ. Anh ơi, cho em hỏi Tết này thì anh có dẫn người yêu về nhà không ạ? Anh có vợ rồi. Chào anh, Tết này anh có định dẫn bạn gái về nhà không ạ? Chắc không rồi. Ủa, tại sao ạ? Mất chia tay. Hơi đau lòng. Sorry anh, nhưng mà anh có định kiếm một người mới để đưa về không? Chắc không, anh còn chưa biết được người cũ. Là bày tạo má đó. Sao đâu anh, tao đậu hăng say, tình yêu sẽ đến. Ê chị ạ, chị ạ. Tôi không mua bất động sản. Nhưng mà em chỉ định hỏi tôi cũng không mua bảo hiểm luôn nhá. Chị là ai? Tôi không biết. Chị đi ra đi. Ê chị ạ. Em có học cái này chỉ có dẫn bạn trai về nhà không ạ? Không em. Tại sao ạ? Thì giống như biết giới thiệu sao? Thì giới thiệu là bạn trai. Nhưng mà chị đối hoài mà giới thiệu hoài mắc công lắm em. Chị đổi hoài ý mà giới thiệu hoài mắc công lắm. Tết này chị có dẫn bạn trai về nào không ạ? Tôi không như bạn trai mà bạn gái được không? Được ạ, thì em có đủ tiêu chuẩn không chị? Chào các bạn, cho mình làm việc một chút được không? Cho mình hỏi là đây là bạn gái bạn hay là em gái mưa đấy? Đây là bồ mình. Bạn gái với bồ khác gì nhau? Tết này thì các bạn có dẫn bạn gái mình về nhà không? Mấy năm trước thì không có giáo nhưng mà năm nay chắc ráng. Năm nay quyết tâm giảm, sao năm trước lại không giảm? Tại mình mới thích bạn lắm. Bạn gái xinh xắn như thế này mà tại sao lại không thích? Để nói là không có hợp tuổi. Vậy thì vì lý do hợp tuổi tác mà bạn chưa được ra mắt thì bạn cảm thấy hơi buồn không? Có chút chút, mình cũng định chia tay mấy lần rồi. Vậy thì nếu như năm nay mà ra mắt thì bạn có định làm gì đấy để lấy lòng bác gái không? Chắc là mua quà gì đó tặng bác gái. Như là tại Nguyễn Kim đang có chương trình siêu khuyến mãi, các bạn có thể ra Nguyễn Kim để mua hàng tặng mẹ em. Chứ không phải đâu, đừng. Các bạn thấy đấy, sau khi được hỏi là có đưa người yêu về nhà hay không thì có bạn trả lời là có bạn trả lời là không. Vậy còn các bạn thì sao? Hãy comment bên dưới cho mình biết câu trả lời nhé.